mà dính đầy kẹo màu sắc thế này. Thế rồi, chắc là do mình ăn nhiều kẹo sắc quá. Mình cầm bút lên xem thử. Mặt mình dính đầy kẹo màu sắc. Thế rồi, giờ phải làm sao? À, do chắc mình ăn nhiều kẹo màu sắc quá mà. Thôi, mình phải gọi bác sĩ đô la. Ê, oh my god. Mình giúp mình được. Bố chào bác sĩ Đô La. Bác sĩ Đô La đang khám bệnh cho con gì đó. À, khám bệnh cho con tôm. Con tôm khỏe không? À, rồi bây giờ bác sĩ Đô La khám bệnh cho con gì nữa nào? À, khám bệnh cho con cua hả? Con cua có khỏe không? À, con cua không khỏe hả? Rồi bây giờ bạn Đô La khám con gì nữa nào? À, khám bệnh cho con này hả? Ồ, thế con cá có khỏe không? Dạ. Oh my god. Cá khỏe đúng không? À, ai gọi điện cho bác sĩ hả? Bác sĩ nghe mà em. Bác sĩ Đô La ơi, bác sĩ đến giúp tôi với. Ăn gì đau rồi đâu? Tôi bị kẹo màu sắc ủi khắp người đó. Bác sĩ Đô La. Hả? Kẹo màu sắc hả? Ăn rồi bao giờ tôi sẽ đi? Tôi đang ở ngoài bờ biển đó, anh. Anh bác sĩ Đô La. Oh my god. Tôi đang ở bờ biển đấy. Đợi một chút tôi đến đi. Chào bác sĩ. Chào anh. Ủa sao anh kẹo màu sắc lại được khắp người anh vậy? Hồi nãy tôi ăn kẹo màu sắc nên kẹo màu sắc dính khắp người tôi. Dính tay và dính mặt tôi luôn nè. Tại vì ăn kẹo màu sắc có phải rửa tay trước khi ăn. Dạ bác sĩ. Bác sĩ khám bệnh giùm tôi đi. Ok. Oh my god. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy xe lắm. Bác sĩ làm nhẹ thôi. Nhưng mà cái này là lắm. Ai bảo ăn kẹt. Oh my god. Đau quá, bác sĩ ơi, làm nhẹ nhẹ thôi, bác sĩ. Ok. Biết vậy, từ sau tôi ăn kẹo màu sắc phải rửa tay. À, đau quá. Bác sĩ làm nhẹ nhẹ thôi nha. Ây, nhớt nha. Đau. Màu gì đó bác sĩ? Màu đỏ. Màu gì đó nữa? Đỏ luôn. Ồ. Màu xanh như đất biển. À, tại bạn này ăn quá nhiều kẹo màu sắc. Cam. Rồi bây giờ nó nổi lên mặt đúng không bác sĩ Đô La? Đúng, nổi lên mặt như nổi lên tay lợn. Phải rửa tay trước khi ăn cái kẹo không được ăn. Đúng rồi, phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn đúng không? Đúng. Thôi bác sĩ gỡ xuống cho bạn ấy hết đi. Wow. Lấy bác sĩ giỏi. Cái này nó không được đâu. À, nó chứ. Đau quá bác sĩ ơi. Từ từ thôi bác sĩ. Đau bệnh nhân. À. Lấy quá trái rồi. Màu gì đó? Màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ lửa. Ờ. Ừ, đau quá. Rồi màu gì đó? Nó màu sáng lắm cơ. Màu cam. Vàng ở chỗ. Ủa bác sĩ. Oh my god. Đau. Ai bảo ăn kẹo sắc. Bác sĩ nhẹ nhàng thôi chứ khám bệnh gì mà bạo lực thế. Bệnh nhân đau kêu quá trời gì á. Đau quá. Hết chưa? Bây giờ bác sĩ lấy cái này nè.
lau mặt cho mặt. Cho bệnh nhân một tí. Chê cả mặt. Lau mặt thôi chứ không cần băng đâu. Hả? Lau mặt một tí cho nó sạch thôi. Đó. Đó, sạch rồi. Lau tay. Rồi, đúng rồi. Giỏi quá, vệ sinh mặt, vệ sinh tay rồi. Bây giờ bác sĩ Dola tiêm cho anh Vinh một mũi tiêm đi. Đây, mũi tiêm đây. Đây là ống tiêm nè. Tôi tiêm đau đau lắm. Tiêm vào tay đi bác sĩ Dola. Cố chịu nha, như con kiến thôi. Rồi, giỏi quá. Bây giờ bác sĩ Dola phát thuốc cho bệnh nhân, về nhà bệnh nhân uống đi. Tối uống, trưa uống theo lời dặn của bác sĩ nghe chưa? Và từ nay không được ăn kẹo màu sắc quá nhiều nữa nha. Sáng ngủ dậy là phải uống luôn. Sáng ngủ dậy là phải uống thuốc luôn đúng không bác sĩ Dola?